Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề giặt bãi của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một suất đồ nghề. Anh em xem có cái gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng. Thì đây là cái số điện thoại của mình nè. 0385 620 885 ha. Anh em gọi cho mình không được thì vui lòng để lại tin nhắn. Anh em nhắn tin là anh em cần mua món nào hoặc là nào. Và khi anh em nhắn tin anh em phải hỏi, ví dụ anh em mua cái mã số 3 của ngày bao nhiêu thì anh em nói nha, nhiều anh em sẽ hỏi là mã số 3 mà không có nói ngày nào nên là mình sẽ không có trả lời đâu, tại vì là mình không có biết được thật sự. Ví dụ như anh em đi mua một cái xe, anh em vô cửa hàng xe, anh em nói mua xe mà anh em phải nói là xe gì hoặc là cái món hàng gì thì may ra mình mới nhớ nha. Và mình không có bao ship đâu, mình không có ship COD. Thì anh em nào mà muốn mua thì chuyển tiền trước cho mình rồi mình gửi hàng, và mình cũng không có bao ship luôn đó. Thì cái phương thức giao dịch của mình là như vậy. Còn anh em nào muốn ship COD thì anh em có thể coi kỹ ở đây. Anh em sợ thì anh em có thể mua của người khác, sợ lừa đảo lừa gạt gì đó, sợ mất tiền oan này kia, giống như trên mạng á, mấy vụ mà lừa đảo anh em chuyển tiền xong không gửi hàng thì anh em mua của người khác ha. Còn mình không có đảm bảo cái gì đó, mình chỉ như vậy thôi. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của mình là số 55 đường Song Hành, quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, thì nói chung là trước khi anh em tới, anh em phải gọi cho mình là hỏi hàng còn không. Nhiều anh em tới thì lại là không có hàng đó. Mình rất là rõ ràng, anh em cứ coi kỹ cái đoạn đầu này rồi anh em liên hệ để mua hàng ha. Rồi, đầu tiên cái mã số 1 ở đây là một cây mỏ hàng chì, điện là 100V, công suất là 60W của hãng Haco. Cái này mới tin, gần như là chưa sử dụng luôn đó. Điện là 100V ha, công suất là 60W, giá là 250.000, rất là đẹp, nguyên zin đầy đủ dây đó, cái mỏ đầu của nó nè. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ở đây mình có 3 mũi khoan 13 ly của hãng Kobeco. Đó, đây là một cái này chỉ có một cỡ một thôi nha anh em. Giá của ba cái này là 250, thì cái này là mới hoàn toàn chưa qua sử dụng, một mũi 13 ly. Tính ra nó là khoảng tầm 80.000 một mũi, rẻ như mũi Trung Quốc vậy đó. Để bây giờ mình sẽ bóc ra. Ba mũi này là mũi mới chưa sử dụng nha anh em. Nó có một cỡ một thôi, mũi 13 ly. Thì nó sẽ xài cho máy khoan kẹp khoan bàn hoặc là khoan cầm tay đó, 13 ly. Thì cái này chiều dài của nó, phần mũi tổng đó, nó chiều dài của nó là 94 đây, mũi 13 ly. Cái này anh em kẹp cho khoan bàn hoặc là khoan cầm tay cũng được nè. Khoan cầm tay thì như vậy, anh em khi mà anh em cần khoan một số chi tiết lớn hoặc là cái gì đó thì cái này là mũi 13. Mũi 13 của Nhật thì nó sẽ ăn nó sẽ gọn hơn, là cái ngọt hơn là cái mũi Trung Quốc nha anh em. Mũi Trung Quốc 13 ly thì cũng tầm mũi Trung Quốc 13 ly cũng tầm 60-70 á. Đó. Thì anh em sẽ khoan cho cái khoan cầm tay hoặc là khoan bàn, đó thì tùy anh em. Mũi này là mũi ngắn thì nó sẽ đỡ bị gãy mũi hơn là cái mũi dài, nhưng mà nó không có khoan được sâu thôi. Thì ba mũi này giá là 250.000. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 3. Ở đây mình có một cây kéo cắt tôn cầm tay của Nhật. Thì cái bên ngoài nó hơi cũ nhưng mà được cái lưỡi nó rất là bén. Đây ha, của Nhật. Tổng chiều dài của cái kéo này là, tổng chiều dài của cái kéo này có là 26 cm. Rồi. Lưỡi rất là bén nha anh em. Lưỡi này là lưỡi nguyên zin, không có mài dũa không gì, rất là bén và rất là đẹp. Đó. Đây. Mình sẽ cắt thử cái băng keo cho anh em. Ha, cắt băng keo ngọt như mía luôn. Đó. Rất là bén. Cái này là mình cắt băng keo đó nha anh em. Đó. Giá của nó là 300.000, cực kỳ bén luôn. Lưỡi là rất là đẹp. 300. Tiếp theo mã số 4 giá 300.000. Thì ở đây mình sẽ có 3 cái van, gồm 2 cái van răng 17 và một cái van răng hình như răng 32, 27 gì đó. Những cái van này là những cái van có 2 cái là chưa sử dụng nè, còn cái này là sử dụng rồi nè, nhưng mà còn rất là ok. Van này thì răng 17, van này là răng 21. Và van này răng 21 nha anh em, răng trong 21. Đó. Răng này là răng 17 nè,
Van 117. Van này thì của Nhật. Đó. Van này van đạp. Ha, van này là chưa sử dụng, mới rất là đẹp của Nhật. Mới in da băng. Đó. Còn cái van này là răng hình như răng 32. Van này răng 32 đúng rồi. 32. Van này thì của hãng Toyo. Cũng mới tinh chưa qua sử dụng ha. Đó, mới tinh rồi. Anh em về rửa sơ đi anh em sử dụng bình thường, tại vì ngoài bãi thì nó dính dơ. Đây nó dính dơ. Đó, ba cái này thì giá là 300.000 nha anh em. Ba cái này 300.000 bằng đồng. Bằng đồng thau. Đó, và cái tay nắm thì bằng sắt, tay vặn thì bằng sắt, còn cái này là bằng đồng thau. Mã số 4 300. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây thì mình sẽ có là hai cái nối nhanh của thủy lực của hãng Nito. Cái này của hãng Nito, Cupla nè. Đó. Của hãng Nito, còn cái này thì cũng còn cái này thì của hãng Nito luôn nhưng mà đời khác hay gì đó. Nó cái kiểu răng khác ha, chắc mắt nè. Đó, mắt in da băng. Đâu rồi chữ mắt in da băng đâu rồi, không có. Không có mắt in da băng. Giờ đây nó chỉ để chữ da băng thôi. Thì hai cái này là hai cái khớp nối thủy lực nha anh em. Nó chịu ép đâu đó lên được khoảng tầm 200. Nó dành cho thủy lực thôi. Nhiều anh em sẽ nảy sinh cái ý định là đem về sử dụng cho nước áp cao, nhưng mà cái này nó sẽ không đủ lưu lượng nha anh em. Nó không đủ lưu lượng. Răng này là răng 13. Răng này răng 13. Anh em về anh em này bằng đồng. Nếu mà đánh bằng đồng lên thì nó rất là đẹp. Nó sáng lắm. Nói chung cái này là của Nhật. Cái này anh em nào mà có việc cần mà anh em mua mới thì giá rất là căng ha. Cái khớp thủy lực này. Đó, khớp nối nhanh thủy lực anh em về vệ sinh sơ sơ rồi anh em sử dụng thôi. Đó. Tại vì mình chưa có vệ sinh. Nó còn dính dơ đây nè, nó còn dính mấy cái sơn này kia dính dơ ở ngoài á. Nên là vặn vào nó sẽ hơi khó. Đó. À, hai cái này có giá là 400.000, mã số 5. Khớp nối nhanh của thủy lực răng 13. Răng trong 13. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 giá là 250.000. Ở đây thì mình có hai cái ổ khóa, hai cái ổ khóa này thì nó sẽ xài chung một về nha anh em. Đó. Thì cái này là của hãng Alpha bằng đồng của Nhật. Ổ khóa là 50mm. Đó. Nó để là 50, mình cũng không biết là 50 gì. Thì cái chiều ngang của nó chiều ngang là bằng 47. Chiều rộng của cái ổ này là 38. Còn đường kính của ổ này là 7 ly, thép 7 ly. Đó, cái rộng cái khoảng hở giữa hai thằng này là 25 nha anh em. 25 là hai ổ này bằng nhau. Thì đây, cái này nó bằng đồng thì nó sẽ thích hợp cho anh em xài ở ngoài cái khu vực nào mà nó bị mưa, nhưng mà nó không chống trộm được đâu nha anh em. Nó không chống trộm được tại vì bằng đồng thì đồng này nó nếu mà so với ổ Trung Quốc thì nó sẽ cứng hơn rất là nhiều, nhưng mà trộm ở Việt Nam thì nó vẫn bẻ được như thường thôi. Đó. Ví dụ như anh em chuồng gà, chuồng chó, chuồng heo, chuồng vịt gì đó thì anh em có thể khóa ngoài khu vực mà mưa này kia thì nó sẽ không có bị rỉ sét. Và hai cái này xài chung một chìa nha anh em. Như anh em đang thấy đây, mình dùng một chìa mình mở được hai ổ. Ở đây tổng nó có ba chìa. Đó. Đây. Nó sẽ mở được nè, một nè. Bập. Đó. Ha, cái này rất là hay. Giá của nó là 250.000. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây là một cái bơm bánh xe mới tinh chưa sử dụng, mới in da băng. Đó, mình chưa có bóc hộp luôn. Cái kích thước nó là bằng như vậy. Bằng như thế này để bơm bánh xe, và cái này anh em về có thể thay bằng cái đuôi hơi như vậy để anh em gắn vào. À, anh em tháo cái đuôi này ra, gắn cái đuôi này vào. Đuôi này răng 13, gắn vào thì anh em sẽ gắn vào được mấy cái đầu nối nhanh ha. Còn này anh em phải kẹp vào vải nè. Cái này sợ dĩ mình chưa bóc ra tại vì nó còn nguyên mạc. Đó, anh em về anh em tự bóc. Ha, mắc in da băng. Tại vì thường trên cái thân này á, nó sẽ không có để là mắc in da băng. Nó không để một cái gì luôn. Nên là khi mà mình bóc ra rồi á, thì một số anh em sẽ kêu là hàng này không có tên tuổi, không phải của Nhật. Thật sự luôn á, anh em về dục cái bọc này đi thì anh em sẽ cảm giác nó là như người nào không biết ấy, sẽ dựa vào những chữ mà da băng rồi da beo da chó gì đó sẽ đánh giá nó hàng này không phải của Nhật này kia, nhưng mà thực sự nó không phải. Còn mình thì mình mua hàng mình dựa trên
cái cảm giác mình tay cầm với lại chất liệu mà nó hoàn thành hàng hàng cái sản phẩm mà cuối cùng nó hoàn thành, nó thô, nó đẹp, nó mịn, cái nước xi này kia nó như thế nào ha. Tại vì nhiều món mình sử dụng á nó không có cái chữ gì hết á đó ha. Thì cái này về anh em tự khui, giá của nó là 200 ngàn bơm bánh xe. Anh em nhìn qua cái lớp bọc thì có thể hình dung ra, chưa chưa qua sử dụng luôn. Cái này mình cắt thử nè, nhưng mà nó không có cái gì để anh em xé ra là xong. Giá là 200. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 mình có ở đây là ba cái bơm bánh xe. Bơm này anh em dự trữ để anh em bơm ở nhà hoặc ở đâu đó thì rất là tiện ha. Bơm này rất là mạnh. Ở đây nó sẽ có hai cái đường lắp với cái đường free. Anh em khóa vào thì anh em sẽ không có bơm được, bơm nó không có được mạnh ha. Và anh em có thể kéo cái này ra dài. Để mình kéo ra, đó. Anh em kéo ra thì anh em sẽ bơm được bánh xe Honda, bánh xe gì. Cái này thì nó của hãng Bon, cái này là hàng của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật. Thì cái này giống như là mình bán thanh lý vậy nha, nhưng mà tại vì mình không có gom vào cái clip thanh lý nên là mình bán ở đây 300 ngàn 3 cây, rẻ như hàng Trung Quốc. Cái hàng này thì dài 30 nè, 30 300 ngàn 3 cây này nha anh em. Mình không bán lẻ, anh em hỏi mua bán lẻ thì một cây cũng 300, anh em thông cảm. 3 cây thì cây nào cũng bơm được như nhau. Cái hơi ra rất là mạnh ha. Đó. Rồi tiếp theo mã số 10, mã số 9. Mã số 8 là 300 ngàn 3 cây nha anh em. Mã số 9 ở đây thì mình có một cuộn chì. Cuộn chì này thì nó nặng là 1 kg, đúng 1 kg luôn. Anh em nhìn cái cân điện tử ha, 980 g. Thì chì này là chì nó có sẵn nhựa thông trong này nên nó sử dụng rất là nhẹ điện. Giá của nó là 650 ngàn ha. Chì này thì nó độ nó là khoảng 1 ly, ly 2 gì đó. Đó, nó gần như là còn nguyên cuộn đó nha anh em. Giá là 650. Đây mình sẽ chích thử cho anh em xem. Rồi để mình chích thử. Cái mỏ hàng này là mình đã cắm sẵn rồi nha. Bây giờ mình chỉ việc chích thôi. Đây, nó sôi rất là nhanh nha anh em. Nó chạy chì rất là nhanh mà anh em không phải sử dụng qua nhựa thông. Đó, đây, để mình chích qua đây. Đó, nó chạy rất là nhanh. Và khi mà nó khô xong nó rất là bóng. Anh em sẽ thấy cái vết nhựa thông nó bị lòi ra nè. Đó. Đó, và khi mà anh em lấy xong thì nó rất là bóng. Đây. Đó. Cái vết chì này, hàng xong nó rất là bóng nha anh em, chứ nó không có đen như là của cái loại không có nhựa thông. Và nó rất là nhẹ đi. Mình xài một cái mỏ hàng khoảng tầm 40W thôi mà nó chạy rất là nhanh. Thì anh em xài khoảng mỏ hàng khoảng 60W là xài vô tư, rất là bóng luôn. Anh em nhìn ở đây thấy rất là bóng ha. Ở ngoài đời anh em sẽ thấy nó bóng hơn. Thì cái mối chì của anh em nó sẽ không có bị đen, và nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn, anh em sẽ thao tác nhanh hơn. Hằng nhiều khi cái công đoạn mà anh em chích nhựa thông này kia, nó chì nó chạy anh em dây dây nó rất là khó chịu. Đó, giá của cuộn này là 650 ngàn 1 kg. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 giá là 300. Ở đây mình có một cái chia hơi của Thụy Điển. Cái chia hơi này là chia hơi tự động. Đây, Mark in Sweden. Anh em sẽ thấy đây, Mark in Sweden. Thì hàng này thì bên ngoài nhìn nó cũ cũ thôi nhưng nó hoạt động rất là ok. Đó, hàng này của Thụy Điển nha anh em. Nhìn thì cái nước xi của châu Âu lúc nào nó làm cũng là cái xi mờ, chứ nó không xi bóng như kiểu của Nhật. Nên là cảm giác nhìn nó rất là giống hàng lô. Trừ khi nào mà anh em nhìn những dòng chữ ở trên này thì anh em mới biết nó là một cái thương hiệu xịn thôi. Đó, nó là của Made in Sweden. Thì đây là một cái thiết bị. Ví dụ như đây là thiết bị đi, anh em chỉ cần cắm vào thôi. Đó, nó sẽ tự nhảy lên ha. Cắm vào tự nhảy lên, và khi mà anh em có hơi anh em rút ra nó sẽ tự búng. Đó. Rất là hay, tự động luôn. Cái chia hơi tự động. Cái này là cái chia nha anh em, chia một ngã ra ba ngã, ra hai ngã. Để xài cho hai thiết bị, giá là 300. Tiếp theo mã số 11, ở đây mình có một cây búa cao su 2 đầu, nặng 1,3 kg, giá là 350 ngàn. Cái này thì của Nhật. Cây này là size lớn ha. Cây này là size lớn. Chiều dài của nó là 40. Chiều ngang đầu búa là 16. Đường kính đầu búa là 5, có nghĩa là 50 ly hai bên.
Thì cái này là bằng nhựa cứng, nó sẽ giúp cho anh em sự, ví dụ như anh em nào làm da làm gì đó, thì gõ cái này rất là đã ha, đầu búa rất là nặng, đầu búa rất là lớn đó. Thì giá của nó là 350.000, đẹp, mới chưa sử dụng luôn nha anh em, nhìn cái này là chưa qua sử dụng nè đó. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 là giá là 600.000. đây là một cục đá mài dầu, anh em lưu ý cục này là cục đá mài dầu nha. Thì đá mài dầu có nghĩa là gì, khi mà anh em sử dụng mài anh em phải sử dụng dầu, dầu ví dụ như dầu, nói chung cái chất liệu gì mà nó trơn trơn như dầu ăn cũng được, dầu ăn hoặc là dầu DO này kia đó, nó phải sử dụng dầu. Thì cái độ mịn của thằng này nó khoảng 800 thôi, 800. Độ mịn của đá dầu nó sẽ khác với độ mịn của đá nước. 800 cái rít của đá dầu thì nó sẽ cao khoảng tầm 3-4 ngàn đá nước. Thì đá dầu nó sẽ dành cho anh em là sử dụng cho những cái vật liệu cứng, ví dụ như là mũi đục hoặc là mũi khoan. Thường mũi khoan anh em sẽ không có mài bằng tay mà mài bằng máy hoặc là một cái máy tua nó lớn. Ví dụ như một số cái lưỡi mà thép nó quá tốt thì anh em sẽ sử dụng cái đá dầu, tại vì đá dầu nó ăn thép rất là dữ ha. Đá nước thì nó sẽ nhiều khi nhiều cái nó sẽ không có ăn được đó. Thì cái ứng dụng của đá dầu là nó sẽ áp dụng trong số một số đồ cơ khí thôi, chất liệu thép tốt mới sử dụng cái đá dầu. Thì chiều dài của nó là 15 cm, ở đây là 15, và chiều ngang của nó là 50 50. Cục này cầm rất là nặng, và chiều dài là 2,5 cm, chiều cao á. Thì ở đây mặt này nó rất là nguyên vẹn nè đó, phẳng lì, mặt này nó bị mẹ một góc một xíu ở đây thôi. Thì đá dầu nó rất là ăn thép nha anh em, nên là anh em mà sử dụng cái vật liệu gì nó quá tốt thì anh em mới phải xài đá dầu thôi. Ví dụ như dao, thường là dao châu Âu, dao Đức á, thì mới phải xài tới đá dầu. Còn không thì thường dao Nhật thì nó sẽ ăn tới cái đá bình thường, đá rít khoảng tầm 800 ngàn, 1 ngàn 2. Mài bóng thì anh em sẽ phải xài tới 6 ngàn. Đó, nó tùy cái công việc của anh em nha. Chứ cái để phân biệt ra giữa đá dầu và đá nước, đá dầu này thì anh em phải dùng dầu. Dầu này có thể là dầu DO. Dầu DO. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 ở đây mình có hai cây sáo của Yamaha, giá là 180.000 hai cây. Ha, hai cây sáo này là mới tinh chưa sử dụng. Mắc in Ấn Độ nè. Đó. Hai cây sáo này của hãng Yamaha mới tinh nè, chưa qua sử dụng. Đây. Yamaha. Đó, mình những cái này anh em có thể tháo ra được để anh em vệ sinh nha. Chất liệu này thì bằng nhựa. Bằng nhựa nha anh em. Đó, cái này anh em sẽ tháo ra anh em vệ sinh được. Đó. Rất là đẹp. Giá là 180.000 hai cây. Rồi, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 ở đây là một cái máy khoan taro. Cái này là máy taro nha anh em. Cái này thì anh em nào mà coi mấy clip trước của mình thì sẽ biết nó là một cái dụng cụ để anh em sử dụng trong ngành cơ khí. Thì ở đây nó sẽ có cái phần điều tốc nằm ở đây luôn. Điều tốc là cái phần mà khi mà mình vặn. Khi mà mình vặn nè. Đó. Điều tốc thì nó nằm ở đây. Và cái này nó sẽ là tự động đảo chiều. Khi anh em ấn xuống nó sẽ quay nhẹ, quay thật, và khi mà anh em nhả ra nó quay ngược để nó tự động. Thì cái này là của hãng Hitachi. Điện là 100V, công suất là 210W, vòng tua là từ 0 đến 380 vòng trên 1 phút. Ha. Con này là đời cao, đời mới. Thiết kế rất là gọn, đầu kẹp măng ranh rất là đẹp. Đầu này thì kẹp là 6,5 ly. 6,5 ly ha. Con này rất là đẹp, nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn. Con này là nguyên zin, mình không có đụng chạm, không có sửa chữa cái gì hết á. Chị tháo ra kiểm tra than bọc, rồi coi có bị đấu nối từ bên Nhật không. Nhiều máy thì nếu mà bên Nhật họ xài thì ít lắm, tỷ lệ là ít lắm, thì họ sửa chữa họ ấy thôi, thì mình cũng buộc phải tháo ra. Đó, bên trong nè, đẹp len keng luôn ha. Không phải bàn cãi gì về cái độ đẹp của cái này, đồng còn nguyên, không có bị cháy, không có bị gì hết, còn bụi luôn, mình chưa có vệ sinh. Mình chỉ mở ra thấy đẹp zin vậy là ấy thôi. Đầu cót là sử dụng rất là ok ha. Than còn dài. Đó. Cò kiết điều tốc là đầy đủ.
Rồi bây giờ mình sẽ gá đỡ để mình test cho anh em. Thì cái này anh em sẽ kẹp được cái mũi taro tối đa hình như là khoảng 8 hay 10 ly gì đó. Đây, mình sẽ test cho anh em. Nó sẽ có cái điều tốc nha anh em. Đây, mình sẽ tăng tốc lên bằng cách vặn cái này. Đó, anh em sẽ thấy cái tiếng nó khác liền. Còn khi mà nhẹ lại nè, nhẹ lại thì nó sẽ quay chậm hơn. Đó, nhả lại nó sẽ quay chậm hơn ha. Khi mà anh em sử dụng á, anh em ấn xuống nó mới chạy thật. Nè, anh em ấn xuống, để mình ấn xuống, đó. Đó, anh em ấn xuống thì mới nó mới quay qua ấy nha. Còn anh em nhả ra thì nó sẽ quay qua bên bên trái. Anh em nhìn cái tay nè, nhìn cái đầu lam. Khi mà mình ấn xuống á, đó, nó sẽ nó, tại vì mình giữ không nổi nó đau lắm. Đó, đó còn nhả ra ha. Thì cái này là nó giúp cho taro khi mà anh em ấn, anh em kẹt cảm thấy kẹp mũi hoặc là tới rồi anh em buông ra cái nó tự động nó đảo chiều lại rất là hay. Giá của nó là 650.000. Đó, đầu kẹp rất là đẹp nha. Bao gồm một cái trái khế mà ở mũi cho anh em. Đó, trái khế đẹp luôn. Cái con máy này nó rất là ít xài. Cái trái khế này zin theo máy cũng rất là đẹp. Nó gần như là chưa có dấu vặn. Rồi, tiếp theo cái mã số 15. Ở đây thì mình có một cái bộ vòi rửa chén của hãng Bini của Italy ha. Vòi này thì nó của Ý, của Italy. Thì cái vòi này chất liệu nó là bằng inox đây. Và nó đầy đủ cái phụ kiện để anh em gắn theo. Đây, anh em sẽ nhét vào. Đầu tiên mình sẽ gắn cái vòi đi ha. Vòi này là vòi rửa chén nha. Vòi này là vòi rửa chén để anh em sử dụng, mình không biết nó bắt như thế nào nữa. Đây, hoặc là qua như vậy. Đó, nó của hãng Bini. Cái này thì nó là inox, rất là sáng, rất là đẹp. Thì đây là hai cái bộ phụ kiện theo của nó. Có nghĩa là phụ kiện này là đầy đủ. Anh em nào mà đang có sẵn á, anh em đang xài đồ ấy, anh em muốn đổi thì anh em cứ thế thôi. Đang có cái bồn rửa chén á, thì hình dạng nó sẽ bắt ra như vậy ha. Đó, cái này vòi rửa chén nha. Cái này thì anh em khi mà anh em xiết vào được rồi, anh em có thể xoay, nó xoay hai bên đều được. Đó, và cái phần này là phần nước nóng hoặc là nước lạnh lên nè. Nước lạnh, nước nóng gì thì tùy anh em mở. Và đây là những bộ phụ kiện đi kèm theo nó. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng để mà anh em lắp đặt cái gì đó ở đó ha. Đó, cái này thì nó của hãng Bini Italy. Italy nha anh em. Đây, Bini Italy ha. Đó thì một cái bộ này đầy đủ đồ, giá của nó là 1.500.000. Tất cả đều là đồ zin, không có lai tạp món nào hết. Đó, đồ zin là đầy đủ. Anh em chỉ việc đang có hoặc là chuẩn bị có ý định xây nhà á, thì anh em gắn thì nó sẽ ok. Tại vì cái này nếu mà anh em muốn sử dụng, anh em bắt buộc phải có cái gọi là cái bồn rửa chén trước ha. Rửa chén nước nóng, nước lạnh. Châu Âu thì nó hay xài rửa nước nóng, tại vì rửa nước nóng thì nó sẽ không có còn bị bám cái mùi cái mùi hôi vào còn trong chén á. Rửa nước nóng thì nó sẽ bay mùi nhanh hơn. Giá của nó là 1.500.000 một bộ. Rồi, tiếp theo mã số 16. Mã số 16 ở đây là một cái nối hơi nhanh. Nó rất là nhiều cỡ, nhiều loại. Ở trên thì to, ở dưới thì nhỏ. Nhiều loại răng 13, 17, 21. Đó, đây là nối hơi nhanh dành cho ống BU của hãng SMC của Nhật. Hàng này hàng tháo máy. Thì ở đây mình có khoảng 16kg à. Giá anh em mua lẻ 1kg thì là 150.000 một ký. Còn anh em mua hết này luôn đó, nó khoảng 16kg thì mình tính luôn là 100.000 một ký là 1.600.000 ha. Nó rất là nhiều chủng loại, ở dưới rất là nhiều góc rồi ngã ba rồi chia đó, nói chung là nhiều lắm. Nó là dành cho ống BU, đủ các loại răng, đủ các loại ống.
anh em nào mà làm ngành thi nén thì mua cái này là rất là hay ha. Đó, như mấy cái cục này nè, nó nối nhanh đó. Đó, anh em chia ra ống lớn ống nhỏ đầy đủ luôn nha. Đó, hàng này hàng theo máy xài được hết á. Đó, mình bán đang bán lẻ là 1 kg là 150, còn anh em nào mua hết thì nó là 100.000 1 kg. Đó, để mình để lâu quá nó chật thôi chứ không có gì đó. Ống này ống 14, ống này ống 16. Mấy cái ống nhỏ rất là nhiều ha. Rồi chia rồi đây nè, giống như cái này là cua góc, cua ngang nè. Chứ cái này một cái này anh em nhiều khi anh em đi ra Thảo Uyên anh em có việc cần á. Một cái nó bán hình như 20-30 ngàn một cái nha anh em, chứ không có rẻ. Mình chắc luôn, tại vì trước mình đi mình mua thì nó bán rất là cao, nên là giờ có ấy thì mình bán chia lại cho anh em thôi. Đó ha, mã số 16 giá 150 một ký, anh em mua 1 ký 150, anh em mua 2 ký nó cũng vậy, trừ khi anh em mua hết thì giá nó là 100.000. Mình ở đây khoảng 15-16 ký. Rồi, tiếp theo cái mã số 17. Mã số 17 giá là 950.000. Thì đây là một cái cây khò dài. Khò này tổng chiều dài của nó là 24-25 cm luôn nha nè, 25 cm. Thì cái khò này nó sẽ dùng cho anh em nào mà sử dụng bên điện lạnh hoặc là hàng khò. Đó, bây giờ mình sẽ tắt quạt và tắt bớt điện. Đây, tắt điện và tắt bớt quạt để mình test cây khò cho anh em. Cái bình này thì nó sẽ vào được cái dây chai ga sử dụng cho Việt Nam được nha anh em. Đó, tổng quan của nó. Cái này thì nó của Nhật ha. Mã là GT-9000. Cây này sử dụng hàng đồng này kia rất là ok, tại vì nó cái lưu lượng ga với cái nhiệt độ của nó chịu là lên tới khoảng tầm 1.500 độ đó, nên là anh em sử dụng rất là tốt. Đây, bây giờ mình sẽ gắn vào cái chai ga này. Ở đây nó có cái cây để chỉnh gió khi mà anh em không xài nha anh em vặn qua đây qua kia đó. Đây phần này nè, bây giờ mình tắt bớt điện rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em. Đây, mình mở lên đây nè để mình tắt điện luôn. Để mình tắt bớt cái điện này luôn. Đây, thì cái ống ga này thì khi mà anh em vặn ở đây nè, nó sẽ ra cái tia lửa nha. Anh em khóa cái gió lại. Đây nè, anh em nhìn ngay ngón tay mình nha, ngay ngón tay mình anh em khóa cái gió lại thì nó sẽ ra như vậy. Đó, còn anh em mở gió ra nè. Đó, đó, bịt lại, anh em xoay nó lại. Giống như mình đang bịt cái lỗ này nè, anh em thấy không? Thấy cái lỗ xuyên qua đây không? Đó, mình bịt lại là nó sẽ cháy ra lửa này. Cái này rất là lớn nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở lớn cho anh em coi nè. Đó, cái này là nó sẽ hàng ống đồng. Một số anh em hạ sử dụng đây, mình hạ thấp xuống cho anh em dễ coi. Đó, đó, anh em thấy không, lửa rất là đẹp, rất là gọn. Đây, mình quay qua chỗ sáng này cho anh em dễ thấy, chỗ tối. Và bây giờ mình mở lên nè. Anh em bịt lại, vặn cái này lại thì nó sẽ ra cái lửa đó. Tại vì sao anh em cảm thấy vậy? Mình thay vì mình vặn ấy, mình bịt cái tay lại nha. Mình bịt cái tay lại thôi, tại vì nó có cái nút vặn ở đây. Đó, anh em vặn qua nè. Đó, à, anh em vặn qua thì nó vậy, còn anh em vặn qua lại đây thì nó. Cái lửa này nó rất là ác nha anh em, rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Cây này, đó, cây này giá này của nó là 950. Anh em nào mà đặc biệt ở đây thì anh em khi mà anh em cò lâu á, anh em cầm ở đây nó không nóng nha, tại vì nó chia ra làm hai nửa, nửa trên mới nóng, nửa trên là chỗ cái đầu nó mới nóng, còn ở dưới này thì nó không có nóng. Anh em thấy tay mình cầm không, mặc dù nó là nguyên một đạn kim loại. Đó, nguyên một đạn kim loại nè ha, mình cầm dưới này không nóng nhưng mà cầm trên này là phỏng tay nha anh em. Đó, thì cái mã 17, cái đèn khò, cái khò ga hàng cao cấp của Nhật,
rất là xịn, giá là 950 ngàn. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.